Hello, tôi Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Lời đầu tiên, Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một ngày Chủ nhật có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây là quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh, quý vị ạ. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một căn nhà, căn biệt thự phải nói là cực kỳ đẹp, đẹp nhất trong khu dân cư của chúng ta luôn. Căn biệt thự của chúng ta tọa lạc tại phường Hiệp Thành, quận 12, quý vị nhé. Căn biệt thự này có hướng Tây. Đây quý vị, đây là căn biệt thự của chúng ta quý vị nè. Đây, từ cái... quý vị nhìn cái cây cảnh ở trên kia và qua bên tay phải chúng ta là cái lam gỗ màu nâu đấy, là căn nhà của chúng ta quý vị nhá. Căn nhà này có diện tích rất lớn thưa quý vị. Chiều ngang là 9m, chiều sâu là 22m. Tổng diện tích chúng ta có 198m2. Có sổ hồng và phun thổ cư luôn. Thiết kế 2 lầu 1 trệt. Căn nhà này có 7 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh. Sân trước rộng rãi và có garage xe hơi. Đặc biệt căn nhà này có thang máy quý vị nhá. Đấy, lên tới 7 phòng ngủ. Và khi chúng ta mua căn nhà này, chủ nhà sẽ tặng hết nội thất cho chúng ta quý vị ạ. Đó, một căn nhà rất là đẹp. Căn nhà hình vuông đấy quý vị nhá. Đấy, căn nhà hình vuông của chúng ta ở giữa đấy, 9 x 22, đó, bằng 198m2. Có sổ hồng và phun thổ cư luôn. Con đường này, căn nhà này thì ra trục đường chính Hiệp Thành 26. Đó, quý vị nhìn trước màn hình Tuấn Nguyễn đây, toàn là quán cà phê lớn, kinh doanh buôn bán hàng ăn đấy, rồi là tạp hóa, nói chung vân vân. Đây quý vị nhìn xe cộ, đây quý vị biết rồi, hàng ăn, quán ăn, cà phê rất là nhiều. Đó, chúng ta đi ra quốc lộ 1K rất là gần, đi ra cầu vượt Quang Trung, đi ra metro. Khu dân cư ở trong đây thì ở full hết rồi quý vị nhá. Này, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị yên tâm về có vấn đề dân cư đúng không ạ? Người ta ở full luôn rồi. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong để giới thiệu cho quý vị. Đây thưa quý vị, đây là mặt tiền căn nhà chúng ta. Đây, trên thì bê tông cốt thép. Đó, hai bên ốp gạch hết. Nhà có camera quý vị nha. Và phía bên tay phải đây, cao cổng kín tường, gạch cũng ốp từ dưới lên trên hết quý vị ạ. Đấy, phía trước chúng ta lát gạch như thế này và có bồn cây cảnh ở trên hàng rào an ninh và camera. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong để giới thiệu cho quý vị cái công năng của căn nhà này. Đây quý vị nhìn sân xe hơi này. Đó, gara xe hơi ở trong quý vị nhé. Còn phía sân trước đây là chúng ta sinh hoạt với lại để xe Honda. Đó, bên tay phải đây là không gian để chúng ta ngồi uống trà. Đây, có một cây mai rất là lớn, quý vị nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Nhà mặt tiền đường trước nhà rộng 8m quý vị nhé. Một con đường nhựa 8m. Đấy, có lối vỉa hè đi bộ hai bên khoảng 1m 2m. Đấy, nhà gia chủ thì cũng kinh doanh buôn bán ba cái đồ ăn uống thôi. Đây là gara xe hơi này quý vị này, rất là rộng rãi. Tuấn Nguyễn sẽ bật điện lên để cho quý vị cảm nhận được. Đấy, căn nhà này mới xây quý vị nhá. Xây khoảng
hơn một năm nay thôi. Nhưng mà nói thật với quý vị thì do điều kiện kinh tế của gia chủ cho nên bây giờ anh chủ nhà muốn bán căn nhà này cho chúng ta giá rất rẻ quý vị nhá. Quý vị hãy xem căn nhà của chúng ta này rất là đẹp. Đấy, gara bên này và bên này đây là bậc thềm phía trước, cánh cửa nhôm sinh pha ở trên ốp nhựa giả gỗ, không gian phòng khách quý vị này. Đấy. Đá bóng kiếng khổ 80, bàn ghế này, khu vực để tivi, trần chỉ thạch cao. Bên này chúng ta có cửa kiếng nhìn ra gara xe hơi. Tuấn Nguyễn xin nhắc lại căn nhà này rất rộng quý vị nhá, 9 x 22, 198 m², full thổ cư luôn. Một căn nhà cực kỳ đẹp, khu vực bàn tivi, tủ tivi quý vị thấy rộng rãi. Này, không gian phòng khách quý vị ơi, cực kỳ rộng luôn. Nằm ngay phường Hiệp Thành, quận 12, đối diện với lại bia Tiger, bia Heineken đấy quý vị ạ. Và đây là gara xe hơi này quý vị nha. Gara xe hơi này thì chúng ta đậu xe tải 5-7 tấn luôn, chứ đừng nói xe 7 chỗ, 4 chỗ quý vị nha. Đấy, còn phía bên ngoài là sân phía trước, cực kỳ rộng luôn, rộng mênh mông. Trần trí thạch cao, sân xe hơi. Đây là thang máy, chút xíu nữa Tuấn Nguyễn sẽ giới thiệu về thang máy sau cho quý vị nhé. Một căn nhà mà đầy đủ công năng sử dụng mà có thang máy nữa thì quý vị biết này. Đây là không gian phòng ăn, phòng bếp này, gia đình kinh doanh cho nên rất là nhiều đồ. Đấy, sau này thì quý vị về đây, quý vị giải phóng hết cái này thì quý vị biết không gian này phải cái nói cực kỳ rộng. Trần trí thạch cao này, đấy, quạt trần này, đó, đèn màu này, khu vực phòng ăn, phòng bếp này rộng rãi lắm quý vị ạ. Đấy, quý vị nhìn đến một bộ bàn ăn như thế này, 6 ghế rồi mà không gian còn như thế này này. Đấy, nhà chủ thì để các cái đồ kinh doanh buôn bán cho nên là rất là nhiều. Hai dàn tủ bếp trên dưới bằng gỗ có đỏ hết quý vị nhá. Mặt bàn bếp bằng đá hoa cương màu trắng. Đấy, có bếp ga này, bồn rửa chén inox 304. Bên đây thì có tủ lạnh, máy nước nóng. Nói chung tất cả quý vị thích thì anh chủ nhà sẽ tặng, mà không thì chúng ta thương lượng hoặc là chúng ta mua đồ mới quý vị nhá. Tiến về phía sau chúng ta có giếng trời. Đây chúng ta có một lớp cửa nhôm sinh pha hai cánh rất lớn. Đây quý vị, có giếng trời phía sau và lối thoát hiểm để được rất là nhiều đồ. Đây, nhà anh chị lợp tôn lạnh ở trên, khung sắt đàng hoàng quý vị nhá. Đấy, phía sau chúng ta có một nhà vệ sinh. Đây quý vị, nhà vệ sinh của chúng ta đây. Đấy, lavabo rửa mặt, gương soi này, bồn tiêu, bồn tiểu, bồn cầu này. Đấy, gạch lát phun. Đấy, một nhà vệ sinh phải nói là cực kỳ đẹp. Cánh cửa nhôm sinh pha đây quý vị. Và toàn cảnh của căn nhà chúng ta nhìn từ phía sau vào, phía sau lên phía trước. Đặc biệt Tuấn Hiếu vẫn lưu ý với quý vị rằng căn nhà này giá rất rẻ quý vị nhá, giá cực kỳ rẻ luôn. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ quay phòng ngủ cho quý vị và các bạn xem căn phòng ngủ ở dưới trệt đẹp như thế nào. Đây là căn phòng ngủ dưới trệt của chúng ta quý vị. Một căn phòng ngủ phải nói là cực kỳ rộng luôn. Đấy, trần chỉ thạch cao này, giường tân cổ điển, đây là két sắt và tủ quần áo ở đây quý vị nhá. Đó, tủ quần áo ở đây. Bên này là có phòng vệ sinh khép kín ở trong, máy lạnh này. Khu vực này là bàn làm việc và để tivi kết hợp luôn. Đó, có cửa sổ ra giếng trời phía sau. Phòng vệ sinh đây quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy ok chưa? Vòi tắm xịn sò luôn nhá. Nằm ngay quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, phường Hiệp Thành. Đó. Có một căn nhà diện tích lớn, rộng rãi như thế này. Nhà hoàn công, mới xây được 1.5 năm luôn quý vị nhá. Kinh doanh buôn bán có vấn đề, đấy là quý vị cũng hiểu rồi. Bây giờ tôi Nguyễn sẽ đưa quý vị lên lầu. Đặc biệt căn nhà của chúng ta có lên tới 7 phòng ngủ. Đấy, ở đây sinh sống thì phải nói là đỉnh của đỉnh luôn quý vị ạ. Quá là tuyệt vời. Và đây là lầu 1 quý vị này.
Lầu 1 Tuấn Nguyễn review phía sau nhá. Phía sau trước, tất cả Tuấn Nguyễn để review phía sau trước cho quý vị xem. Đây là phòng ngủ số 2. Đấy, nhà anh chị rất là nhiều đồ cho nên nhìn cái phòng nó rối chút xíu. Chúng ta về đây thì mỗi nhà có cái gu sắp xếp khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta giải phóng cái này đi. Chỉ để giường, chăn ga, gối nệm là đương nhiên là phải có rồi, đúng không ạ? Trần trí thạch cao này. Đấy. Bên đây là chúng ta nhìn ra nhà hàng xóm này. Toàn nhà đẹp đây quý vị thấy không? Toàn nhà đẹp. Ở đây toàn nhà đẹp thôi. Có cửa sổ này. Bên đây là tủ quần áo quý vị này. Đấy, trần trí thạch cao đẹp như thế này. Cửa gỗ có đỏ nguyên khối quý vị nhá. Bên trong này chúng ta có nhà vệ sinh. Đây. Gạch lát phun. Đấy. Vòi tắm mạ vàng luôn. Bồn cầu lavabo rửa mặt và gương soi ở đây. Đấy. Phòng tắm ngăn cách riêng bằng kính cường lực. Và đây là cánh cửa gỗ gõ đỏ nguyên khối cực kỳ chất lượng. Đấy. Đây là phòng khách số 2 quý vị nhá. Có ai trong đây không? Có người hả? À đây, phòng này có người quý vị nhá. Đây là phòng ngủ số 3 cho nên là thôi Tuấn Nguyễn xin phép không quay phòng này. Nhưng mà phòng này cũng đẹp như cái phòng lúc nãy thôi. Và đây là phòng khách quý vị này, phòng khách số 2. Đấy, phòng khách số 2 của chúng ta rộng rãi như thế này. Và tiến về bên đây, chắc chắn là phòng ngủ số 3 rồi. Có ai trong đây không? Đây là phòng ngủ số 3 quý vị. Cửa tất cả bằng gỗ gõ đỏ nguyên khối. Rồi, cho chú làm phiền tí nha. Đây, phòng ngủ thì rất rộng quý vị nhá. Đây, cực kỳ rộng luôn. Tôi vẫn quay qua thôi cho quý vị xem nha. Đồ rất nhiều và đặc biệt là có nhà vệ sinh ở trong này. Đây, rất là đẹp. Rồi, có người đang ngủ cho nên quý vị cũng thông cảm. Tuấn Nguyễn chỉ quay qua một chút xíu thôi. Đặc biệt căn nhà này rất giá trị quý vị nhá. 7 phòng ngủ, có thang máy, diện tích lớn. Thật sự là một căn nhà mơ ước đấy. Tuấn Nguyễn không hề mà nói thêm đâu. Và đây là phòng ngủ số 4 quý vị. Đấy. Ở trên lầu 1 này chúng ta có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách. Quý vị thấy chưa? Tủ quần áo này, giường, chăn ga, gối nệm và... cửa sổ phía trước, trần trí thạch cao này, máy lạnh này, giường tân cổ điển gỗ gõ đỏ hết. Đặc biệt là có nhà vệ sinh ở trong, đúng không ạ? Nhà vệ sinh nào cũng nội thất cao cấp hết, có phòng tắm ngăn cách bằng kính cường lực, kính nhôm cửa, nhôm sinh pha. Một căn nhà phải nói là tuyệt đẹp luôn. Nằm ngay phường Hiệp Thành, quận 12. Bây giờ chúng ta cùng Tuấn Nguyễn đi lên lầu 2. Anh nhà chị nói 7 phòng ngủ thì Tuấn Nguyễn đã review được 5 phòng rồi, đúng quý vị. Đấy. Ở dưới một phòng và lầu 1 chúng ta có 4 phòng là 5. Wow. Trên đây thì mênh mông bao la luôn quý vị nhá. Đây là phòng ngủ số 6. Phòng ngủ số 6 này quý vị. Nhà vệ sinh này. Đấy, tất cả như nhau thôi. Nội thất cao cấp. Phòng tắm bằng kính cường lực. Phía bên này là giường, chăn ga, gối nệm, máy lạnh, trần trí thạch cao đẹp. Cửa sổ phía sau. Đấy. Quạt, thêm quạt nữa. Đặc biệt là bốn bên tường ốp gạch giáp mí hết quý vị nhá. Ốp gạch như thế này thì bụi nó không có dính lên đây được, đúng không ạ? Này. Ốp gạch như thế này mới là đẹp này. Nhìn căn nhà nó vừa rộng cái không gian mà nó lại không có dính bụi được. Đây, giếng trời phía sau cho nên chúng ta có lối thoát hiểm và giếng trời phía sau cho nên căn phòng ngủ nào ở chúng ta ở trên lầu chúng ta cũng có thể là đổ cửa sổ ra phía sau được hết quý vị nhá. Đấy, nó thông thoáng cái căn nhà phòng ngủ của chúng ta cực kỳ thơm tho mát mẻ. Đấy, không có bị bí bách. Tủ quần áo các thứ có hết. Đấy. Đấy là phòng ngủ số 6. Và đây là phòng ngủ số 7 này. Phòng ngủ số 7 thì chủ nhà người ta không có dùng tới, đúng không quý vị?
gia đình làm sao mà ngủ là mà xài hết 7 phòng được. Căn phòng này thì lại lạ lắm, người ta úp gạch full hết quý vị nhá. Này, úp full hết luôn. Đấy, người ta úp full luôn chứ không có 1 mét, 2 mét gì đâu, người ta úp full luôn quý vị. Đây. Nhưng mà toàn để đồ thôi, quần áo với lại ba cái máy với cái bàn với các thứ thôi. Này, quý vị nhìn này, gạch úp full hết nhá. Đó, cửa sổ chỗ ra bên ngôi hướng ngoài kia người ta làm sân phơi đây luôn quý vị. Đúng là nhà dư điều kiện. Đấy. Nhìn vô không gian là biết là dư điều kiện rồi. Phòng tắm ở trong nữa quý vị này. Đó. Phòng này thì nó bình thường hơn mấy phòng kia. Đấy, Tuấn Nguyễn thì cứ review chân tình chân thật như vậy thôi. Và đây là phòng khách số 3 quý vị này. Đúng quý vị. Ở dưới có một phòng khách rồi, ở tầng 1 có một phòng khách, quý vị thấy có nệm sofa rồi đúng không ạ? Nhưng mà đây cũng là một cái phòng khách nữa. Kiểu như là có những khu sinh hoạt chung ấy thì quý vị muốn sử dụng vào mục đích gì cũng được. Đúng không ạ? Căn nhà chúng ta rộng rãi mà, cho nên quý vị sử dụng về bất cứ mục đích gì. Đấy, đây thì toàn có anh chị kinh doanh buôn bán mà, cho nên để ba cái này ở đây. Đấy, chắc là đồ gỗ. Đấy, đồ thờ cúng, đồ gỗ quý vị nhá. Đây quý vị này, ở đây chúng ta có một cái giếng trời này. Đó, giếng trời như thế này thông xuống tầng trệt quý vị nhá. Lên đây, căn biệt thự này thì đúc hết, quý vị yên tâm về cái vấn đề coi như là chắc chắn. Đây là anh chị chủ nhà xây để ở quý vị nhá. Đấy, lúc trước là có một lô thôi, xong là mua một lô nữa ghép lại thành hai lô là 9 mét. Đấy, hợp thức hóa là thành một sổ, xong thì anh chị xây lên một căn biệt thự đẹp như thế này, 7 phòng ngủ quý vị nhá. Chắc chắn là Tuấn Nguyễn cũng nói nhỏ với quý vị rồi, chắc là mình người ta cũng làm quá lố, cho nên bây giờ nợ nần kinh doanh buôn bán nó không thuận lợi như phía trước lúc trước nữa. Và đây là phòng thờ quý vị này. Chà, một căn phòng thờ phải nói cực kỳ rộng quý vị nhá. Rộng mênh mông luôn. Đấy, khu vực phòng thờ tế nhị cho nên Tuấn Nguyễn quay giữ thôi quý vị nhá. Đây. Đấy. Căn phòng thờ rộng lắm quý vị, cực kỳ rộng luôn. Về đây chúng ta mua những cái bàn thờ gỗ cột đỏ lớn này. Và đây quý vị. Ban công phía trước này. Đó. Nhìn ra toàn bên kia là hotel. Đây, những căn nhà nghỉ khách sạn thì cách căn nhà chúng ta có mấy trăm mét thôi. Đó, quý vị thấy không? Đấy, thành phố mà, đâu đâu cũng kinh doanh buôn bán hết. Đấy, tiệm cầm đồ ở phía trước kia. Đấy, có chữ đỏ đỏ đó quý vị. Đó, quý vị thấy không? Đấy, chúng mình zoom lại để cho quý vị thấy. Quý vị lại cách quý vị là nói cho nó đúng. Đó, hiệu cầm đồ cách căn nhà chúng ta mấy chục mét. Phía trước chúng ta có một căn nhà tân cổ điển đẹp như thế này. Đường phía trước chúng ta cũng có thể kinh doanh buôn bán quý vị nhá. Đấy, nếu nhà chúng ta mà thích kinh doanh buôn bán thì chúng ta cũng có thể kinh doanh buôn bán thôi. Đấy, ở đây thì cứ đông người là kinh doanh buôn bán bất cứ thứ gì cũng được, đúng không quý vị? Có người, có dân cư sinh sống đông đúc thì kinh doanh buôn bán đều được hết. Đấy, không cứ gì phải quốc lộ, đúng không quý vị? Cao tốc, đúng không ạ? Chỗ nào mà có dân cư sinh sống đông đúc thì chúng ta đều kinh doanh buôn bán được hết. Và thưa quý vị, đây là cái sân sân thượng phía trước này. Wow, quý vị thấy không? Chủ nhà làm cái bệ này chắc là mục đích là ví dụ như nhà chúng ta có thờ Quan Âm Bồ Tát hay là gì đó quý vị, cha chúa gì đó, đúng không ạ? Thì chắc chắn là nơi này thì là để những cái tượng của những cái vị thánh đó. Đây quý vị, lên tường ốp hết nhá. Đó, ốp hết như thế này. Trên có làm đúc này, đấy, làm bê tông có thép đúc như thế này. Đấy, một bộ bàn ghế đá phía trước chúng ta ngồi thư giãn, đúng không ạ? Chỗ này mà đầu tư cái cảnh đẹp đẹp chút xíu, chứ không phải mấy cái cảnh nào đâu, đúng không vị? Cái cảnh đẹp đẹp chút xíu và chúng ta lau chùi sạch sẽ thì đúng là một cái không gian cực kỳ tuyệt vời quý vị ạ. Thật sự là nhiều nhà mơ ước cái không gian này lắm nhưng mà không có đâu. Chỉ có những căn nhà mà chiều rộng 9 mét như thế này người ta mới thực hiện được thôi quý vị nhá. Và đây bây giờ thì xin lỗi quý vị, Tuấn Nguyễn sẽ đi lên trên này xem có cái gì đã để giới thiệu hết cho quý vị luôn. Đó là hai lầu rồi, bây giờ chắc là sân thượng quý vị ạ. Ôi chà, xíu nữa thì Tuấn Nguyễn bỏ qua một cái chi tiết mà cũng rất gì là thiết thực, quý vị cũng rất mong chờ, đúng không ạ? Đây, cái thang máy của chúng ta không biết bao nhiêu ký, Tuấn Nguyễn sẽ giới thiệu với quý vị về trọng tải sau. Sân thượng này quý vị ơi, wow, trên đây là
nói về không gian là mênh mông luôn. Đấy, 200m, 198m chứ không phải 200m thì hơi xa. Quý vị thấy không? Đấy. Đó, đúc hết quý vị nha. Đó, đúc hết này. Đó. Chống thấm hết đúng không ạ? Đây là cái tum này để chúng ta để năng lượng mặt trời, nước nóng lạnh với lại bồn nước nào nước ở trên quý vị nhá. Đó, thấy chưa? Tuấn Nguyễn là review chân thực thôi. Không có bao giờ review sai một chút xíu chi tiết nào hết. Tuấn Nguyễn không thích. Đây quý vị, đất vuông vức này quý vị thấy không? Nè, đấy bờ tường của chúng ta này. Để Tuấn Nguyễn quay lại cho quý vị với. Đất cực kỳ vuông vức luôn. Đó, quý vị thấy không? Vuông vức nha, không có xéo có chiếc một tí nào hết. Đấy. 9 mét bề ngang, đấy, trước 9 sau 9. Đấy, nhân với 22 198 mét vuông có sổ hồng và thổ cư full. Đấy quý vị thấy không? Một không gian rộng rãi như thế này. Đó, và phía bên đây thì cái là cái sân thượng mới làm ở phía dưới mà lúc nãy Tuấn Nguyễn đã review cho quý vị rồi đấy. Đây. Quý vị thấy không? Đó, là của nhà chúng ta. Đúng là một căn nhà mơ ước quý vị ạ, cực kỳ đẹp. Đấy, sau này quý vị về thì những cái này chắc chắn quý vị sẽ chụp hết đúng không ạ? Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào thang máy để chúng ta cùng trải nghiệm thang máy chút xíu. Xem cái cảm giác đi thang máy của nhà đại gia như thế nào. Đó, quý vị thấy không? Ui trời, chú ý thần đất ơi. Phải nói là một căn nhà trong mơ luôn. Chút xíu nó bảo đảm Tuấn Nguyễn mà báo giá thì quý vị sẽ hết hồn luôn. Sao mà nó lại rẻ đến như vậy? Quý vị nhá. Đây, bao nhiêu ký không? 450 ký, quý vị nhá. Đó, quý vị thấy không? 450 ký. Một cái thang máy đẹp như thế này. Wow, căn nhà gia đình của người ta mà người ta làm như thế này thì quý vị cảm thấy là đã đến đỉnh chưa? Quý vị thấy đã đỉnh chưa? Vâng. Đó, chỉ cần trong tích tắc thôi là Tuấn Nguyễn đã xuống tới lầu trệt rồi. Và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đã review xong cho quý vị một căn nhà có diện tích cực kỳ lớn, ngang 9, dài 22, 198m, có sổ hồng và thổ cư là full luôn. Đấy. Và thưa quý vị, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị và các bạn biết được. Hiện căn nhà này, anh chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá chỉ có 14,5 tỷ đồng thôi. Còn thương lượng quý vị nhá, đấy, tặng nội thất cho chúng ta 14,5 tỷ đồng. Quý vị thấy một căn biệt thự có diện tích lớn, đấy, có thang máy lên tới 7 phòng ngủ. Đấy, tọa lạc tại phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Giá có 14 tỷ 500 triệu đồng thôi. Quý vị thấy có rẻ hay đắt? Quý vị hãy comment ở dưới video cho Tuấn Nguyễn biết với nhá. Theo Tuấn Nguyễn nghĩ thì một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, đấy, diện tích rộng như thế có lên tới 7 phòng ngủ, 2 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng thờ. Đấy. Ở trên sân thượng thì mênh mông bao la. Đấy. 3 phòng khách quý vị nhá. Đấy. Giá có 14,5 tỷ còn thương lượng và tặng nội thất cho chúng ta nữa. Quý vị nào xem được cái video này, thấy căn nhà này đẹp, diện tích rộng, có thang máy đúng không ạ? Tiện và có phòng ngủ ở dưới trệt nữa, đáp ứng được tất cả các yêu cầu của quý vị. Vừa có thang máy ở dưới trệt. Xin lỗi quý vị, vừa có phòng ngủ ở dưới trệt lại vừa có thang máy nữa, đúng không ạ? Chúng ta lên xuống cũng rất dễ dàng và có bố mẹ già thì bố trí ở ngủ nghỉ ở phòng ở dưới trệt thì tuyệt vời luôn. Đấy, nhà anh chị thì nhà kinh doanh buôn bán cho nên nó rất bề bộn đấy. Rồi mà quý vị cũng không cần thiết phải quan tâm đến cái vấn đề này, đúng không ạ? Cái này chúng ta chỉ sắp đặt dọn dẹp lại là ok thôi. Vâng, thì quý vị xem video thấy được căn nhà này rộng, giá lại đẹp thì quý vị liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn quý vị nhá, để chúng ta chớp lấy cái cơ hội này. Thật sự là năm hết Tết đến rồi, Tuấn Nguyễn rất mong đấy, khách hàng của Tuấn Nguyễn trên mọi miền Tổ quốc cũng như kiều bào nước ngoài về nước, chúng ta xem được cái video này của Tuấn Nguyễn để quý vị tận dụng cái cơ hội có 102 này. Bởi vì căn nhà này hiện bây giờ đang còn rất nhiều khách hàng là đang ưng ý. Nói thật như vậy, có những người thì đang còn khó khăn về tài chính, chưa thể chốt căn nhà này được. Còn có người thì lại vì công tác xa chưa tới được. Nói chung rất nhiều lý do, nhưng mà có rất nhiều khách ưng căn nhà này rồi quý vị nhá. Nên quý vị hãy nhanh chóng tận dụng lấy cơ hội có 102 này. Tuấn Nguyễn review căn nhà này nhưng mà Tuấn Nguyễn cảm thấy cũng rất là tâm đắc ưng ý quý vị ạ. 14,5 tỷ còn thương lượng thì quý vị biết là một căn nhà biệt thự rộng như vậy thì giá rất rẻ. Vâng,
Tranh nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, cuối năm trở về đây, năm hết Tết gần đến rồi, Tuấn Nguyễn chuyên review nhà hoàn thiện, nhà biệt thự, nhà vườn, tân cổ điển, biệt thự nghỉ dưỡng. Đấy, trên 3 thành phố nói trên cũng như Phú Mỹ Hưng quận 7, Thảo Điền quận 2, quận 9, Khang Điền quý vị nhé. Thì quý vị có nhu cầu cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Thì quý vị xem video vui vẻ thì hãy đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với, hãy subscribe kênh, hãy cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like và hãy ấn chuông để chúng ta có nhiều video mới mỗi buổi chiều cho chúng ta tha hồ xem và xả chết cũng như lựa chọn để mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một ngày Chủ nhật có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.